Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Phú Ông chín nha Thì uh, lời nói đầu tiên thì Phú Ông chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tham khảo những con số Đem lại may mắn cho anh em vào chiều mai nha Thì anh em xem kênh đừng quên cho chủ kênh một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ đó động lực giúp kênh ngày càng phát triển nha Thì trước khi vào cần phần cặp tài lọc từng đài ba miền, ngày thứ năm ngày 22 tháng 12, mình xin phép kiểm tra lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh cho anh em thì ngày hôm qua trên kênh mình dự đoán cho anh em là đài đồng nai là 01 số 10 thì ngày hôm nay đài đồng nai hàng không nó về 02 04 06 02 04 06 01 chưa chiến thắng anh em tiếp theo con số 10 hàng 10 nó câm hàng một cái câm như vậy là đồng nai chưa chiến thắng tiếp theo đài cần thơ mình bắt cho anh em là 07 08 thì cần thơ hôm nay hàng không nó câm gãy luôn Tiếp theo là Sóc chân mình bật cho anh em là 2442 thì Sóc chân ngày hôm nay hàng 2 về 21 20 8 hàng 4 câm gãy luôn. Thật sự bắt ngay mây này nó còn câm hàng không anh em. Con 42 này thì đi lộn sân đài Cần Thơ một nháy anh em. Cần Thơ. Tiếp theo ba đài bắt cho anh em là 7997 hôm nay hàng 7 về 78 74 79 chúng ta chiến thắng được con 79 ba đài một nháy. Tiếp theo con 97 về 90, 98 Gậy Như vậy chúng ta chỉ chiến thắng được con 79 Tiếp theo là miền Trung mình bắt cho anh em là 24, 42 Thì chúng ta kiểm tra lại đài miền Trung ngày hôm nay 24, 42 có không anh em Thì miền Trung hàng 2 nó về 21, 24, 24, 24, 25 Chúng ta đã rực rỡ với con miền Trung con 24 về ba nhái cho anh em Thật sự chúc mừng anh em nha Tiếp theo con 42 thì về 40, 45, 47 chưa chiến thắng được như vậy chúng ta đã rực rỡ ở đài miền Trung với con 24 về ba nhái cho anh em nha. Xin chúc mừng tất cả anh em nào kết con này tiếp theo đài miền Bắc. Mình bắt cho anh em đường cầu là 69. Ờ, đường cầu là 6996 Thì ngày hôm nay hàng 6 về 60, 62, 64, 64, 64, 69 Chúng ta cũng chiến thắng được con 69 miền Bắc anh em một nháy tiếp theo con 96 hàng chính hôm nay câm thì chính nó gãy như vậy tổng kết kênh ngày hôm nay chúng ta chiến thắng rực rỡ được con 79 con 24 ba nhái miền Trung và con 69 miền Bắc còn anh em nào kết Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 97 thì chưa mang lại chiến thắng cho anh em nha thì hôm nay trên kênh thu hoạch gì cũng khá khá nha, anh em rồi không để anh em chờ đợi lâu mình sẽ chuyển sang phần cặp tài lộc từng đài ba miền Nam Trung Bắc ngày thứ năm ngày 22 tháng 12 cho anh em Hy vọng rằng ngày mai nó sẽ nổ rực rỡ cho anh em Ở trên kênh miền Nam nha, miền Nam hẳn dài cũng hơi đen nha anh em Đầu tiên Đài Tây Ninh mình xin phép bắt cho anh em là Cặp 4, 7, 7, 4 Tây Ninh mình bắt cho anh em là 47 74 hi Hy vọng rằng anh đồng Tây Ninh sẽ cho về nha Tiếp theo An Giang mình bật cho anh em là 3, 8, 8, và An Giang mình bắt cho anh em là 3883 hy vọng rằng anh đồng An Giang sẽ cho về nha thì anh em xem kênh cũng đừng tiếc gì một lượt like đối với chủ kênh nha anh em like mạnh mạnh cho chủ kênh có tinh thần tốt chọn những con số chia sẻ kèo nó rực rỡ cho anh em nha tiếp theo là đài Bình Thuận đài Bình Thuận mình bắt cho anh em cặp là 3 5 năm Bình Thuận mình bắt cho anh em là 35 53 hy vọng rằng anh đồng Bình Thuận sẽ cho nó về nha tiếp theo là con ba đài con ba đài ngày mai mình xin phép bắt cho anh em cái cặp này sáu bảy bảy sáu ngày mai con bảy sáu tỷ lệ về cao cho anh em nha ba đài mình bắt cho anh em là sáu bảy bảy sáu tiếp theo miền trung miền trung mình bắt cái cặp này hy vọng rằng ngày mai nó sẽ tiếp tục được sợ cho anh em nha mình nghĩ nó rất đẹp đó là cặp mười chín chín một ngày mai cặp mười chín chín một này cực kỳ đẹp hy vọng rằng ở đồng miền trung tặng tiếp tục cho về hai ba nhái cho anh em nha tiếp theo là đài miền bắc thì trước khi vào đại miền bắc thì mình cũng chia sẻ anh em zalo lô ngày hôm nay chiến thắng như những gì đây anh em hôm nay nè zalo nè em gửi anh nhé xin xiên đá cần thơ sáu chín bảy bốn bảy sáu chín thì hôm nay vẫn rực rỡ cho anh em nha xin chúc mừng bạn nha rồi em vừa gửi anh kiểm tra lại bao lô vip cần thơ 69769 hôm nay cũng tiếp tục rực rỡ cho anh em nha tiếp tục em vừa gửi anh ok rồi đồng nai đầu đuôi 1881 lót xỉu chủ 018 081 518 581 thì hôm nay cũng tiếp tục rực rỡ cho, cho anh em nha xin chúc mừng tất cả các anh em đã kết bạn trên zalo nha tiếp theo là con miền bắc con miền bắc ngày mai mình bắt cho anh em là đường cầu này ngày hôm nay nó nổ cái con là 28823 nhái chạy ngày đầu tiên thì mình sẽ bắt lại cho anh em hy vọng ngày mai nó tiếp tục chạy cho anh em nha đó là 4 5 5 4 rồi miền Bắc mình bắt cho anh em là cặp 4554 hy vọng rằng nó sẽ rực rỡ tiếp tục hai ba nhá cho anh em nha rồi trên đây là những con số mình đưa ra đây chỉ mang tính chất tham khảo anh em nào kết với con nào với đài nào với miền nào thì vào nhỏ nhẹ vài điểm kiếm tiền cà phê tô cháo nha anh em. Còn anh em cần chơi số trận tỷ lệ chiến thắng cao thì anh em hãy kết bạn solo 0877703615 03615 phí từng là 500k anh em có thể chơi uh, cung cấp cho anh em là bậc thủ một đài hoặc là song thủ chơi tỷ lệ chiến thắng một tuần là 5 đến 6 ngày nha anh em chơi cho từng đài miền Nam miền Trung miền Bắc tỷ lệ chiến thắng 98 99% nha. Rồi chúc chiều mai anh em rực rỡ trên kênh cũng như trên Zalo nha, tiền về đầy túi anh em. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút.